chào tất cả bạn đến kênh Anh Tư Khải TV. Ủa mình đang qua clip gì vậy cha? Hôm nay mình sẽ làm clip đại chiến câu cá. Ôi trời ơi, ngáo quá trời. Bữa nay đại chiến câu cá cha, con không có nào thắng á. Hà nay mình làm khác đi, không đại chiến câu cá đâu chơi. Làm cái khác là làm cái gì ta? Hai chơi, nè tới mùa gió là mùa thả diều nữa cha. Mình chế tạo diều mình đại chiến luôn đi cha. Vậy cũng được á. Dạ. Thì sẵn cái mùa diều này cha con mình sẽ làm diều để thả nha. Dạ. Ủa bây giờ cha sẽ đi làm con diều siêu nhỏ. Ô từ từ chơi. Bữa con làm cần câu siêu bự á cha, lặn thua cần câu siêu nhỏ. Hôm nay để làm diều nhỏ cho làm diều bự đi nha. Ủa vậy chứ bữa con khoái siêu to đó mà sau này con khoái siêu to. Thôi siêu to bữa thua rồi nên chơi siêu nhỏ trời. Trời ơi cho bảo đảm con á. Con đổi hướng con thua cha thôi à. Trời sao mà biết được cha, thì mới biết trời. Ok. Vậy thì cha sẽ quyết định làm con diều siêu to khổng lồ nhất thế giới luôn. Còn mình thì sẽ quyết định làm diều siêu nhỏ. Thử xem con diều sẽ chiến thắng nha. Dạ. Đi thôi. Đi thôi. Dạ cha giao được chơi luôn đi cha, hào hứng quá cha rồi. Thì bây giờ con nghe cha sẽ giao được chơi nha. Dạ. Thì bây giờ nói như chung á, đại chiến phải có kẻ thắng người thua. Đúng rồi cha. Nếu mà cha thắng á thì con cổng cha từ đây vô nhà, con dám chơi không? Rồi chơi luôn sợ gì cha. Còn nếu con thua cha sẽ thưởng cho con 5.000. Ê 5.000 ít quá trời, làm như này chắc cũng phải 10.000 nè cha. Rồi ít thì cha sẽ cho con 50.000 luôn. À đúng rồi cha, 50.000 cũng được đó cha. Đó thì nếu như con diều của con á mà nó bay thắng con diều của cha sẽ cho con 50.000. Dạ. Còn diều cha thắng thì con sẽ cổng cha và con diều vô tới nhà. Dạ. Nói giữ lại chưa? Dạ, diều con bay chắc chưa. Rồi bây giờ là con thả diều nào trước? Thôi thả diều con đi. Con trước đi. Thôi thả diều con trước đi. Bây giờ mình sẽ thả diều của bằng hữu trước nha các bạn. Mình thiếu. Rồi, thả đi chơi. Thả dài không? Thả luôn cha, diều khá luôn. Từ từ để con gỡ ra từ từ cho. Con diều của bằng hữu thì các bạn coi đảo bảo nó làm thì cũng khá là đẹp nha. Nhưng mà bay không thì mình chưa biết nha. Mình đi chơi. Theo cha nghĩ con diều này sẽ không bay nổi đâu. Trời, chưa làm mà biết rồi cha. Nổi gió lên chơi. Bây giờ mình sẽ hy vọng con diều này không bay nha bạn, để mình chiến thắng nha. Cho bạn hữu nó cổng vào vô tới nhà thả chưa? Dạ thả luôn cha. Bây giờ mình sẽ thả nha. Được. Con diều bằng hữu có bay hay không? Bay không? Ây cha, nó bay được các bạn ơi. Nó bay được rồi. Trời ơi nó bay được rồi. Thả dây chạy lên con trai ơi. Đừng có chạy đâu, cần chạy đâu. Nó bay mà chạy đâu vậy? Đừng có bay mà chạy đâu. Gió gì đâu, cần chạy đâu. Thả dây chạy lại đi. Không sao đâu. Tự nó chơi. Nó sẽ thắng người chơi. Thả dây chạy đi. Trời ơi thiệt tình là tức. Đây là lần thứ hai mình thả con diều của bằng hữu vậy bạn. Lần này mình sẽ cho nó một cơ hội cuối cùng nha. Lần này mà con không bay là con thua diều cha nha. Cho thả nè. Đó, chạy đi con trai. Đó, lên cao rồi, đừng chạy nữa, được rồi. Thả dây đi, đừng có chạy nữa. Chứ vậy còn gì có bằng hũ bay được các bạn ơi. À, chẳng gì có bằng hũ bay khá là cao luôn. Chẳng gì mình có bay được không bạn ơi. À, chẳng gì có bằng hũ bay khá là cao luôn bạn ơi. Quá hay luôn, yeah, trời ơi. Ây cha, sao gì nó bay cao quá vậy ta. Còn con diều của mình thì còn đang nằm ở đây. Mình không biết nó bay được không bạn ơi. Thôi bây giờ ông trai để lên thả con diều của cha đi. Cha chấp nhận con diều của con bay được đó. Bây giờ thả con diều của cha đi. Trời ơi nó thả cao quá trời bạn ơi, coi nè. Trời ơi con diều bay quá là cao luôn bạn ơi. Quá là đỉnh luôn trời. Trời ơi con diều bay. Tuy nó nhỏ xíu mà nó bay như là chim én luôn bạn ơi, quá là đỉnh luôn. Còn con trai dằn lại đi, con dằn cái đó con cột cỏ đi. Đi đây cho cột cho. Dạ. Bây giờ mình sẽ đem con diều của bằng hữu cột đây nha các bạn. Ủa quá đã rồi vậy thôi. Mình sẽ thả con diều của mình. Mình nghĩ con diều của mình sẽ lên chiến đấu con diều của bằng hữu. Và nó sẽ bay cao hơn diều của bằng hữu. Ờ. Rồi, con để con diều con ở đây đi. Ủa quá. Rồi con diều của bạn ơi, con diều của bằng hữu nó bay quá trời cao luôn bạn ơi.
không biết là con diều của mình có thể lên trên đó không. Bây giờ mình sẽ đi trải nghiệm thử mình thả thôi. Đúng rồi chứ. Trời ơi, con dây kìa. Mà con cha dặn nè, cô dừng cẩn thận, con ôm cho chặt nha. Dạ. Lỡ con diều nó bay lên trời là con phải buông ra nghe, để con lên con làm chú cụi cho nó đó. Dạ, dạ, dạ. Con lên con chăn là chú cụi sẽ tiếp con á. Đó, bây giờ mình sẽ lên con diều mình vô kia bạn ơi. Đó. Trời ơi, con diều của anh Tư Khải quá là bự khổng lồ luôn bạn ơi. Ủa chưa, con cha hy vọng ngày hôm nay cha sẽ chiến thắng con. Tại vì cha là vua sáng tạo mà. Trời cha. Không, cha không nhờ chị thua được đâu. Mình sẽ cọt lẹo đây bạn. Đây, bạn thấy không? Dây lèo mình chơi dây đôi luôn mà không dám dây chiếc bạn ơi. Mình dây chiếc sợ bức. Cha sẽ chơi đôi con trai ơi. Mình sẽ thả cẩn thận nha các bạn. Lỡ bạn hủ nó bay đi cung trang cặp chút cụi thì tôi. Quá trời con diều khổng lồ luôn bạn ơi. Hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ chiến thắng con diều khổng lồ của mình để giành ngôi quán quân du lịch. Rồi, con trai kéo nhỏ thiệt là xa nha. Dạ. Trời ơi, cái đuôi thường thường các bạn ơi. Cái đuôi khá là dài luôn. Rồi. Rồi. Chuẩn bị gió mạnh là con chạy lên nha. 1, 2, 3, chạy. 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 Ôi, 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 con diều khủng như này luôn á bạn. Mình sợ con này mà ba là chảo mình lưng con chăn luôn á bạn. Cho nên thì mình kêu ba mình á, cầm nhỏ rồi á bạn. Ba mình lưng con chăn hiểu sao. Rồi chưa chưa. Để mình sẽ đợi gió khủng khủng lên. Bây giờ mình sẽ thả bạn ơi. Mình sẽ thả nha. Con lại không cầm dây đi cho thả được mà. Thôi. Con lấy con diều cha khủng không? Khủng quá chứ khủng luôn rồi cha. Hồi nãy cha con đi theo chiều gió gì cha. Con hổ đẩy con đi luôn á cha. Trời ơi, con diều là có số là nó bay chắc 100% luôn á. Nhưng mà gió ít quá. Con diều là khổng lồ quá, mình cầm đi mệt đó bạn ơi. Ơi nội di chuyển nó cũng mệt nữa. Mà ngày hôm nay gió ít nha các bạn. Con diều mình thì gió nhiều nó mới bay nổi, tại cái đuôi nó khá là dài luôn. Hôm nay cha nghĩ con diều cha sẽ thắng nha. Cha không bỏ cuộc đâu. Con chờ gió là cha sẽ thả nha. Mình sẽ đợi gió thật nhiều mới thả nha các bạn. Gió ơi, nổi lên đi gió ơi. Bắn cho tôi miếng gió đi gió ơi, bắn cho tôi miếng gió đi. Ây cha, chuẩn bị nha. Rồi thả nè. Ây cha, 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 cha. Rồi thả. Mệt đó bạn ơi, bạn hủ nó cầm diều không nổi bạn ơi. Trời ơi, nó sợ bay lên trời không, nó buông diều mình ra luôn. Đáng lẽ con diều mình sẽ bay cao đó bạn. Thì bây giờ cha sẽ chiến thắng lần này cho con coi. Nếu mà lần này con diều cha bay không được, cha chịu thua con luôn. Đúng rồi cha. Con chịu không? Chịu luôn cha. Đó thì bây giờ cha đã mượn một cái người đẹp hot girl đã cầm cái dây giùm cha nha. Đó thì bây giờ cha sẽ thả đây. Ôi da mệt quá bạn ơi. Cha. Hồi nãy cha, trời nó bay lên được chút xíu nó gật con đi luôn cha. Người đẹp thả dây dài đi người đẹp ơi. Bây giờ cha sẽ thả hết dây luôn. Dây đi thật là xa con theo cha đi. Dạ. Cha bảo đảm sẽ bay cao luôn thôi. Nếu mà lần này nhiều cha không bay cao thì đừng chịu thua con. Dạ. Bây giờ cha nhảy qua bên kia luôn. Ôi. Quá là xa luôn cha ơi. Bây giờ ba mình quyết định đi thiệt là xa luôn. Quyết định lần này là lần cuối cùng luôn bạn ơi. Ờ, cha nghỉ đây là được, cha ơi. Dạ. Cha thả lên luôn á. Thôi, lần này nếu mà không chiến thắng là cha mệt đó con trai, nổi túi tiền nè. Rồi công đầu tư này kia rồi với nơi con diều đi nó bụng luôn nữa mà. Nếu mà thua là
cho quê lắm đó. Con này, cái con diều này á, tính là tiền là cỡ bao nhiêu tiền cho? Con này 200 ngàn đó con. 200 ngàn hả cha? Đúng rồi. Rồi sức lực mình làm nữa phải không cha? Đúng rồi, nhưng mà cha không tính. Bây giờ cha sẽ quyết định giành chiến thắng con thôi. Lần này nếu mà cha không bay nữa thì cha sẽ chịu thua con. Lần này nếu mà cha không bay nữa thì cha sẽ chịu thua con. Lần này nếu mà cha không bay nữa thì cha sẽ chịu thua con. What the hell? Dạ dạ. Nếu mà con diều cho bay thì cha có mình quà chịu không? Nếu giờ con cho luôn, nếu giờ cho bay được con thực hiện thử thách luôn, cổng cho vô nhà luôn cha. Vậy hả? Trời ơi, vậy là con gan có vậy hả? Chứ nếu luôn. Mà con diều cho bay là con cổng cho vô nha. Dạ dạ. Ok thì bây giờ mình sẽ cố gắng với bạn, các bạn động viên mình nha. Lần thứ ba mình thả con diều nha. Nếu mà nó không bay mình sẽ chịu thua. Mà nếu nó bay thì bạn Hữu sẽ cổng mình vô cái nhà để mình mỏi đỡ mỏi chân. Như vậy lần thứ ba mình sẽ quyết định mình thả nha các bạn. Mình hy vọng con diều mình sẽ lên cung trăng luôn nha. Dạ. Con mua cái tay con da lên con chích ăn vàng quá. Dạ cha giục lên trời luôn cha. Ngồi cho đợi gió con trai ơi. Cha tự nhiên mình muốn thả mà gió không bay qua ơi. Không có gió lên. Bây giờ cha cho thả cho con trai coi. Nè bạn coi diều nè, khủng hả bạn. Quá khủng luôn rồi bạn ơi. Gió yếu quá con trai ơi, ngày hôm nay cha xui quá. Tập trời không có gió nữa chứ. Rồi chạy ra, chạy đi, chạy. Giục lên chạy. Cha, hay quá. Chạy. Bay lên rồi các bạn ơi. Lên rồi. Lên rồi. Mệt quá ông trai ơi. Cha chịu hết nổi rồi, giờ cháu không thả nữa đâu. Cha chịu thua chưa cha? Ý cha cũng chưa có chịu thua, nhưng mà tại nay sao gió yếu quá. Nhiều cha thì nó cần gió nhiều, mà gió yếu quá nó không bay nổi ông trai. Cha hay giờ mình quyết tâm mình làm lại lần cho nó bay cha. Chứ chế này 200 ngàn uổng công uổng sức cha. Vậy bây giờ ông cha cho cha cơ hội nữa phải không? Đúng rồi cha. Rồi bây giờ bằng hữu nó tốt bụng nó cho mình cơ hội nữa bạn ơi. Thì cơ hội là ngày lần thứ tư nha. Mẹ ơi lịch giấy lần lại khỏi có đài chạy mẹ ơi. Lần thứ tư mà không bay nữa thì mình sẽ chịu thua các bạn ơi. Các bạn hãy giấy ông địa cho mình nha các bạn. Thả nè, chạy. Ôi, chạy. Không có gió rồi, không có gió. Không có gió, từ từ vô, từ từ vô. Không có gió rồi. Không có gió rồi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nắm đầu em này mình lôi đi bạn ơi. Mẹ ơi, gạch giấy gần lại mẹ ơi. Đây, ra cho lôi đi luôn. À, nắm đầu đi luôn cha. Rồi bây giờ chuẩn bị nha bạn Hữu. Ai mà chơi cha, con thấy con diều này hình như nó giống hình dạng con cá đuối cha. Đúng rồi, nó giống cá đuối á, không phải cá mập mà giống cá đuối. Bây giờ nó không bay, cha vô cha nướng nó cho ăn luôn. Dạ. Trời ơi, chuẩn bị nha, thả nè. 2, 3, bay, bay. Chạy, chạy đi mẹ ơi. Chạy. Lên rồi, yeah. Rồi. Ở nó bị ghé cây gì trời. Đây cha. Đó bạn coi nè bạn. Cái bọc gió khá là nhiều, nó bị gãy cây luôn bạn ơi. Đây. Nè bạn thấy không? Gãy cây nghe luôn à. Đó. Cho nên mới nói con diều khổng lồ thì mình phải cần cái cây khổng lồ. Dạ. Với lại cây khổng lồ thì phải cần có gió nhiều. Mà gió ít quá thì nó không bay. Mà cây yếu quá thì nó gãy. Nói chung con diều cha đã bị lỗi kỹ thuật rồi con trai ơi. Cha buồn quá. Tức ghê nha, giờ làm đã rồi, không bay luôn. Nhưng mà con thắng mà làm gì con tức được. Trời ơi, tại con đứt giùm cha á cha. Thôi thì ngày hôm nay cha chịu thua con đó. Dạ. Coi như là cha con mình hòa nhau thì bữa con đã thua bằng cậu bút của cha rồi. Thì hôm nay cha con nhiều cha thua con. Coi như có qua có lại cha con mình quê với nhau luôn. Dạ, bữa nay công nhận bữa vui nhất luôn. Đó giờ chơi đại chiến cha, không lần nào thắng. Đúng có rồi. Lần làm con nhiều là thắng luôn, vui lắm bạn ơi. Đúng rồi, thì mình chơi phẹt tay với bạn thì có thắng có thua. Công nhận bằng hữu này làm gì quay quá trời đạt luôn bạn ơi, còn quay lơ nữa không bay luôn cả. Đó thì ngày hôm nay con thắng cha, nói chung là thuyết phục đó. Dạ. Cái con siêu nhỏ thắng con siêu to. Bởi vậy hồi bữa thì con bút cha làm con bút nhỏ mà chơi thắng to, nay cứ làm nhỏ thắng to tiếp, nhỏ mà có giỏi nha. Đúng rồi, bởi vậy mình mới nói bạn ơi, cái gì nhỏ nhỏ được rồi chứ khổng lồ quá coi như nó không thành công bạn ơi. Dạ. Ok thì cái cuộc đại chiến giữa con nhiều siêu to khổng lồ và con nhiều siêu nhỏ. Dạ, con nhiều siêu nhỏ đó thì nói chung con nhiều siêu nhỏ đã chiến thắng rồi bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách nhấn like, nhấn đăng ký, chia sẻ để ủng hộ kênh Anh Tư Khải TV nha các bạn, để mình có cái động lực để lần sau mình sẽ chiến thắng bằng hữu nha. Còn bây giờ thì mình hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nữa nha. Bye bye, tạm biệt các bạn. Bye bye, bye, bye. Ủa mà chơi 50 ngàn con đâu? Dạ vô nhà cha mới đưa, tại vì bây giờ cháu quên đem tiền thôi theo rồi. Vậy